Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân với các tin tức cập nhật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2 và một số đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định Trương Thanh Phong, nguyên Tổng Giám đốc, Trần Văn Vẹn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trần Bảy, nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược Vinafood 2 đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Ngày 28 tháng 6, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân trên về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước. Manh động cướp hơn 20 cây vàng nhưng chỉ sau gần 7 tiếng đồng hồ gây án, đối tượng đã bị Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy bắt thành công. Trước đó tại tiệm vàng Tuyến Thêu ở thị trấn Tàng Lòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ cướp. Đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản, đi xe máy màu đen không có biển số, đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt, mang theo dao búa vào tủ đập vỡ tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản. Tại thời điểm bị cướp, trong tiệm vàng chỉ có chị Đoàn Thị Thúy Nga, sinh năm 1991, là chủ tiệm đang nấu cơm ở bếp phía sau. Khi phát hiện chị Nga đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém, chị Nga bỏ chạy ra phía sau nhà hô hoán. Đối tượng nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn 20 cây vàng. Sau 7 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995, trú xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, cùng toàn bộ công cụ, phương tiện gây án và tang vật. Đang băng băng trên quốc lộ 48 và mang theo ma túy đi tiêu thụ, hai đối tượng Lương Văn Phúc và Quang Văn Vinh không thể ngờ lực lượng công an Nghệ An đã mai phục sẵn. Lương Văn Phúc và Quang Văn Vinh cùng chú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy mang theo ma túy lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 48D thuộc địa bàn xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thì bị công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đón lõng bắt giữ. Tại hiện trường, thu giữ trên người đối tượng một gói heroin trọng lượng 37,49 gram, 2 điện thoại, 1 xe máy và 19 triệu đồng tiền mặt. Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Ngô Quang Hồng Phúc, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại số 22/90/191 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng là đối tượng Phạm Hồng Việt, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Hoàng Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Và đối tượng Vũ Văn Đối, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Tây Trại, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, bị Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.